trên chiến trường Đông Âu khi đã hình thành thế tấn công. Ukraine tạo nên gọng kìm siết chặt vùng biên giới. Không phải xe tăng, không phải UAV, lực lượng tiên phong của Kyiv là những chiến binh robot đến từ Đức. Trước áp lực từ Ukraine, lộ thông tin Nga rút quân chi viện cho vùng Kursk. Không những thế, Điện Kremlin kêu gọi phát huy cao độ tinh thần bảo vệ tổ quốc. Trong khi đó, ở khu vực Trung Đông, Mỹ tiết lộ tổn thất sau khi căn cứ quân sự Syria hứng đòn không kích. Đáng chú ý, ở khu vực châu Á, cuộc đua vũ trang thời chiến tranh lạnh bắt đầu tăng tốc với đủ mặt anh tài. Đó là những quốc gia nào? Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết cùng chương trình Tin Quốc tế. Thưa quý vị, trên chiến trường Đông Âu, theo dữ liệu do kênh Russian Weapon Telegram cung cấp, quân đội Ukraine có ý định tiến hành một cuộc tấn công theo thế gọng kìm để tiến về thị trấn Rysk. Cụ thể, chiến dịch của Ukraine sẽ bỏ qua làng Kozhenevo ở khu vực phòng thủ Koronetsky và Snagovsky. Sau đó, lực lượng Kyiv sẽ phát động một cuộc tấn công từ hai bên sườn cùng lúc. Những kế hoạch này được xác nhận bằng các bản đồ đã công bố về hoạt động di chuyển của lực lượng chính quy quân đội Ukraine. Vào lúc này, tình hình xung quanh làng Kozhenevo vẫn căng thẳng. Các nhà phân tích quân sự gợi ý nếu Ukraine tiến quân thành công vào khu vực đông dân này, các đơn vị sẽ không ở lại quá lâu. Mục tiêu chính của Ukraine có thể là tiến sâu hơn nữa vào lãnh thổ Nga. Cụ thể là nỗ lực tấn công nhanh chóng thị trấn Ryuska, một cơ sở chiến lược quan trọng trong khu vực. Tuy nhiên, quân đội Nga đã chứng minh được khả năng gây ra thất bại nghiêm trọng cho đối phương. Bằng chứng là cảnh quay gần đây về vụ phá hủy một đoàn xe của Ukraine. Theo báo cáo của Bild, hãng thông tấn lớn của Đức, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu triển khai quân khuyển robot BAD-2 do công ty Brit Allison của Anh chế tạo. Mô hình chó robot này được xem là một tài sản quan trọng trong chiến lược quân sự của Ukraine, dự kiến đặt ra nhiều thách thức mới cho lực lượng Nga trên chiến trường. Eurasian Times cho biết, chó robot BAD-2 là máy bay không người lái mặt đất nhỏ gọn, được trang bị camera video độ nét cao, đặc biệt dành cho các hoạt động trinh sát. Chúng có thể thực hiện giám sát chi tiết mà không gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Với khả năng di chuyển với tốc độ lên đến 15 km/h, những thiết bị này có thể vượt qua các hào, khu vực rừng rậm và địa hình khó khăn khác mà máy bay không người lái truyền thống khó có thể tiếp cận, thu thập thông tin tình báo ở những khu vực nguy hiểm đối với binh lính. Theo báo cáo, hiện có hơn 30 mô hình quân khuyển robot đang được lực lượng Ukraine sử dụng. Mỗi mô hình sẽ có giá từ 4.000 đến 8.000 euro. Để tránh bị Nga phát hiện, quân đội Ukraine đã trang bị cho những robot này tính năng ngụy trang chống nhiệt do Đức sản xuất nhằm giúp chúng cải thiện hiệu quả tàng hình trên chiến trường. Hiện tại, chó robot trở thành một trong những công cụ vô cùng đắt giá trong kho vũ khí của Ukraine. Với diễn biến trên chiến trường, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố kế hoạch thành lập các văn phòng chỉ huy quân sự Ukraine tại khu vực Kursk. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các văn phòng chỉ huy nên được thành lập để đảm bảo trật tự và phối hợp với các hành động tại các vùng lãnh thổ do lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát. Chỉ một năm trước, trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm La Nación của Argentina, Tổng thống Zelensky lập luận rằng Ukraine không có ý định xâm nhập lãnh thổ Nga. Sau đó, ông nhấn mạnh mục tiêu chính của Kyiv là giành lại các vùng lãnh thổ đã mất và không tham gia vào các hoạt động quân sự trên đất Nga. Tuy nhiên, các sự kiện hiện tại cho thấy quan điểm của Tổng thống Zelensky đã thay đổi với bối cảnh hiện tại. Khi cuộc xâm nhập của Ukraine vào khu vực Kursk đã bước sang tuần thứ hai, Tổng thống Zelensky cho biết quân đội đang tiến bước tốt bất chấp sự xuất hiện của viện binh Nga. Trong bài phát biểu qua video mỗi tối, Tổng thống Zelensky báo cáo lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến được khoảng 1,6 km trong ngày 14 tháng 8. Để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Nga dọc theo biên giới đông bắc Ukraine, Bộ trưởng Nội vụ Igor Klimenko cho biết, chính quyền Kyiv sẽ tạo ra một vùng đệm ở khu vực Kursk. Ông nói, việc tạo ra một vùng đệm ở khu vực Kursk là hành động nhằm bảo vệ các công dân ở khu vực biên giới không bị pháo kích mỗi ngày. Một báo cáo do Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cung cấp ước tính, đến ngày 12 tháng 8, quân đội Ukraine đã vượt qua một khu vực rộng ít nhất 800 km2. Thưa quý vị, trong các cuộc phỏng vấn với BBC được công bố ngày 14 tháng 8, những người lính Ukraine vừa trở về sau chiến đấu cho biết họ ngạc nhiên khi họ dễ dàng tiến vào Nga. Một trong những người lính tự nhận mình là Thomas lưu ý rằng yếu tố bất ngờ đã phát huy tác dụng. Người lính này nói, chúng tôi dễ dàng tiến vào với ít sự kháng cự. Vào ngày 6 tháng 8, nhóm đầu tiên đã vượt biên vào ban đêm theo nhiều phương án. Gần như ngay lập tức, các binh sĩ có thể đến vùng ngoại ô phía tây của thành phố Sudha.
Những thường dân Nga mà chúng tôi gặp không kháng cự. Chúng tôi không động đến họ, nhưng họ đã đối xử với chúng tôi gay gắt và thậm chí có chút tiêu cực. Họ đang nói dối chúng tôi về vị trí của quân đội Nga. Trong khi đó, các phóng viên AFP tại Moscow đã nói chuyện với người dân và du khách tại thủ đô, những người đang lo lắng rằng cuộc chiến cuối cùng đã chạm đến ngưỡng cửa nhà họ. Nhân viên bán hàng Julia Rusakova cho biết, tôi có người thân sống ở đó và họ từ chối rời đi. Thật khó khăn, những gì xảy ra là một đòn giáng mạnh. Thật khó để sống thản nhiên khi biết được tình hình khu vực biên giới. Phía bên kia chiến tuyến, các cuộc không kích liên tục của Nga tại vùng Zaporizhia đã làm 4 dân thường bị thương trong ngày 14 tháng 8, làm tăng thêm danh sách thương vong ở khu vực Nam Ukraine. Trong tuần qua, hàng trăm quả bom và tên lửa đã tấn công các mục tiêu dân sự ở nhiều vùng nông thôn Ukraine, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương. Cũng trong ngày 14 tháng 8, lực lượng Nga đã tấn công khu định cư nhỏ Stepnohik ở vùng Zaporizhia. Ivan Fedorov, người đứng đầu chính quyền quân sự trong khu vực cho biết, vụ tấn công đã làm bị thương 4 thường dân. Về phía NATO, tổ chức này sẽ thành lập các cơ quan mới vào tháng 9 để cung cấp viện trợ cho Kyiv và tích hợp chặt chẽ hơn Ukraine vào liên minh. Cụ thể, theo thông báo ngày 14 tháng 8, NATO tuyên bố Ủy ban quân sự sẽ họp tại Prague vào giữa tháng 9 để thực hiện các quyết định đã nhất trí trong hội nghị thượng đỉnh tháng 7. Theo đó, các nhà lãnh đạo NATO muốn tăng cường hơn nữa khả năng răn đe và phòng thủ, củng cố sự hỗ trợ lâu dài cho Ukraine và làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác toàn cầu. Các cuộc đàm phán ở Prague sẽ hướng đến mục tiêu thành lập một bộ chỉ huy mới, quản lý hoạt động hậu cần viện trợ cho Ukraine, đồng thời ra mắt trung tâm phân tích, đào tạo và giáo dục của NATO và Ukraine với mục đích rút ra các bài học quân sự sau khi xung đột Đông Âu bùng phát. Trên dòng thông tin đăng tải trên mạng xã hội ngày 13 tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, ông và trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ James O'Brien vừa có cuộc gặp mặt để thảo luận về các bước sẽ giúp Ukraine đến gần hơn với việc gia nhập NATO. Thưa quý vị, theo một diễn biến khác, Tổng thống Zelensky cũng cho biết 100 quân nhân Nga đã bị bắt, đồng thời nói thêm rằng điều này sẽ đẩy nhanh quá trình hồi hương của những người đàn ông và phụ nữ của chúng tôi. Trước đó, đoạn video do AFP đăng tải tại cửa khẩu biên giới Ukraine, khu vực giữa vùng Sumy và vùng Kursk cho thấy một chiếc xe tải Ukraine chở những người đàn ông bịt mắt mặc quân phục Nga đang di chuyển ra khỏi vùng biên giới. Kênh CNN ngày 14 tháng 8 trích lời một chỉ huy quân đội Ukraine cho biết Nga đã rút quân dự bị khỏi các khu vực chiến trường quan trọng ở Ukraine và bán đảo Crimea với mục tiêu ngăn chặn bước tiến của Kyiv. Dmytro Kolov, chỉ huy tiểu đoàn Nightingale, tiết lộ quân đội đã có thông tin cho thấy Nga đang được rút khỏi Zaporizhia, Crimea và Kharkiv để ngăn chặn đà tiến quân của Ukraine. Vào lúc này, cuộc xâm nhập của Ukraine gây bối rối lớn cho Điện Kremlin, khiến Nga tức giận phải hủy bỏ các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai gần. Đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Myroznik cho biết Nga sẽ tạm dừng các cuộc đàm phán với Ukraine trong một thời gian dài. Trong khi đó, khu vực biên giới Belgorod của Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 14 tháng 8 sau các cuộc tấn công mới của lực lượng Ukraine. Thống đốc Belgorod Vyacheslav Glakov cho biết, tình hình ở khu vực Belgorod vẫn tiếp tục cực kỳ khó khăn và căng thẳng. Tuyên bố được đưa ra sau khi Belgorod bắt đầu sơ tán trong ngày 12 tháng 8 sau những bước tiến của Ukraine. Đây là một thay đổi đáng chú ý về mặt chiến thuật đối với Ukraine và đánh dấu lần đầu tiên quân đội nước ngoài xâm nhập vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II. Kyiv không chính thức thừa nhận quân đội đang hoạt động bên trong nước Nga cho đến vài ngày sau cuộc tấn công vào vùng Kursk. Thống đốc Glakov cho biết thêm, hai địa điểm ở Belgorod, thành phố Shabekino và làng Ustinka đã bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công. Không có thương vong, nhưng có hai ngôi nhà bị hư hại. Cũng trong ngày 14 tháng 8, vệ binh quốc gia Nga cho biết đã thắt chặt an ninh xung quanh nhà máy điện hạt nhân Kursk ở phía tây nam nước Nga sau cuộc tấn công bất ngờ. Vào tuần trước, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết đang theo dõi tình hình về các hoạt động quân sự được báo cáo diễn ra trong khu vực lân cận nhà máy điện hạt nhân Kursk. Theo đó, Tổng Giám đốc Rafael Mariano Grossi kêu gọi cả hai bên kiềm chế tối đa để tránh một tai nạn hạt nhân. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phá hủy hàng chục máy bay không người lái và 4 tên lửa chiến thuật trên khu vực Kursk, một phần trong loạt tấn công 117 máy bay không người lái bị bắn hạ trong đêm. Thống đốc Alexander Gusev cho biết, khu vực phía tây nam Zhovenets giáp với Kursk và Belgorod đã phá hủy hơn 35 máy bay không người lái do Ukraine phóng đến. Không có thương vong, nhưng tài sản, phương tiện và cơ sở hạ tầng của thành phố đã bị hư hại do các mảnh vỡ rơi xuống. Thống đốc Gusev cho biết thêm, nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vẫn còn.
Cùng ngày, tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine thông báo, không quân Ukraine đã phá hủy một máy bay ném bom chiến đấu Su-34 của Nga ở khu vực Kursk. Theo các nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, các hoạt động của Ukraine ở tỉnh Kursk đang có tác động đáng kể đến công tác quốc phòng, hậu cần và an ninh tại Nga. Trang tin Ukraine Pravda ngày 14 tháng 8 cho hay, Ukraine đã đạt được những bước tiến nhỏ tại tỉnh Kursk. Mặc dù vậy, nhìn chung, các hoạt động của Ukraine trong khu vực đã chậm lại khi Nga đang cố gắng ổn định tiền tuyến. Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 12 tháng 8 của công ty Masa cho thấy, các vị trí phòng thủ mới đang được xây dựng, bao gồm chiến hào và mương chống xe, nằm ở phía tây nam Elgov, dọc theo tuyến đường phía tây bắc thành phố Sudha. Các hình ảnh bổ sung được công bố vào ngày 13 tháng 8 cho thấy rõ hơn các công sự mới gần đường 38K024, ngay phía nam Elgov. Các tuyến phòng thủ mới này được bố trí cách khoảng 17 km về phía bắc so với những bước tiến xa nhất được báo cáo của Ukraine tại tỉnh Kursk, cho thấy Nga đang lo ngại về khả năng Ukraine sẽ nhanh chóng tiến xa hơn về phía bắc. Việc tập trung vào các tuyến đường chính cũng chứng minh Nga đang cố gắng bảo vệ các tuyến liên lạc trên bộ quan trọng, đặc biệt là dọc theo các tuyến đường E-38 và 38K để ngăn chặn hoạt động của Ukraine. Bên cạnh đó, các hoạt động của Ukraine tại tỉnh Kursk cũng được cho là đang ảnh hưởng đến hậu cần đường sắt của Nga. Vào ngày 13 tháng 8, Belarus được thông báo ngừng gửi các chuyến tàu đến ga Orion Kursk từ ngày 12 tháng 8 do các hoạt động chuyển quân quy mô lớn theo hướng tỉnh Kursk. Trong khi đó, đại biểu Duma quốc gia Vitaly Milonov kêu gọi những người đàn ông được sơ tán khỏi khu vực biên giới của vùng Kursk và Belgorod thể hiện quyết tâm và ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng. Trong một cuộc phỏng vấn với Info 24, đại biểu Duma quốc gia Vitaly Milonov nhấn mạnh trong tình hình hiện tại, chính những người đàn ông phải chịu trách nhiệm bảo vệ quê hương mình. Ông Milonov lưu ý đến thực tế là các mạng xã hội và tin nhắn đang nhận được câu hỏi từ những công dân được sơ tán, bao gồm cả những người đàn ông trưởng thành, những người đang tự hỏi khi nào họ có thể trở lại cuộc sống bình thường trong nhà của mình. Theo vị đại biểu này, những kỳ vọng như vậy mang tính thụ động và đã đến lúc những người đàn ông thể hiện bản lĩnh của mình tham gia bảo vệ tổ quốc. Ông Milonov đã có hỏi, tại sao cư dân biên giới lại nghĩ rằng người khác nên giải quyết vấn đề của họ? Ông Milonov cũng lưu ý rằng, các cuộc sơ tán không thể tiếp tục vô thời hạn và những người đàn ông càng sớm nhận ra nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của mình thì cuộc sống yên bình sẽ ngày càng nhanh chóng trở lại với khu vực Kursk. Theo ông, chỉ nên sơ tán phụ nữ, trẻ em và người già, trong khi nam giới nên ở lại và tham gia lực lượng vũ trang. Bên cạnh nỗ lực củng cố phòng tuyến, Ukraine đang tìm cách khai thác tối đa lợi thế từ các hoạt động tấn công vào lãnh thổ Nga. Theo tạp chí Newsweek, Ukraine có thể thu thập được thông tin tình báo quan trọng về hệ thống hậu cần của Nga sau khi quân đội Kyiv vượt qua biên giới vào thị trấn Sudha thuộc vùng Kursk. Một tài khoản mạng xã hội X cho biết, ga đường sắt Suzha, một phần của mạng lưới lớn kết nối Kursk và các địa điểm khác ở Nga, có thể là một mỏ vàng đối với Kyiv trong việc giải mã chuỗi hậu cần của Moscow thông qua lịch trình và thông tin liên lạc nội bộ. Một số tài khoản khác cũng cho rằng Ukraine có thể tiếp cận được các hệ thống máy tính của Nga đặt tại ga đường sắt này. Hơn một tuần trước, hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã vượt qua biên giới vào vùng Kursk, tiến hành cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga. Moscow đã vội vã phản ứng, điều động lực lượng tăng viện tới biên giới khi binh sĩ Kyiv nhanh chóng tiến quân và thị trấn Suzha là một trong những mục tiêu đầu tiên. Những đoạn phim được nhà hoạt động và gây quỹ người Ukraine Serhiy Sternenko đăng tải hồi tuần trước cho thấy, máy bay không người lái của Kyiv đã tấn công một đoàn tàu Nga được sử dụng cho công tác hậu cần quân sự. Theo tạp chí Newsweek, đoàn tàu này đang tiếp tế cho quân đội Nga đang chiến đấu ở vùng Kharkiv phía đông bắc Ukraine. Vị trí của đoạn phim được một nhà báo của dự án Radio Liberty định vị tại ga xe lửa Suzha. Được biết, ga đường sắt nằm ở phía đông bắc thị trấn chính Suzha. Theo chính quyền Nga, một số nhà ga, trong đó có ga ở thị trấn và ga ở Korenovo, cách Suzha khoảng 20 dặm về phía tây bắc, đã ngừng vận hành các chuyến tàu khách từ ngày 8 tháng 8. Một bản đồ được Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW lập ra cho thấy, có các báo cáo khẳng định rằng quân đội Kyiv kiểm soát lãnh thổ xung quanh nhà ga xe lửa. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu của Mỹ không thể xác minh điều này. Cộng đồng các blogger quân sự Nga có tầm ảnh hưởng cũng khẳng định Kyiv đã đạt thêm nhiều thành quả trong khu vực sau những ngày gần đây. Một tài khoản vào đầu ngày 13 tháng 8 tuyên bố Ukraine đã chiếm quyền kiểm soát các tòa nhà cao tầng ở Suzha và thiết lập các điểm bắn tỉa trên nóc các tòa nhà. Trong khi đó, Kyiv khẳng định họ không quan tâm đến việc chiếm lãnh thổ vùng Kursk. Cuộc tấn công này chỉ nhằm mục đích bảo vệ lãnh thổ Ukraine khỏi các đợt không kích hủy diệt của Nga.
Đáng chú ý, Phần Lan và Estonia đã trở thành hai quốc gia NATO mới nhất ủng hộ cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga. Theo đài RT, Thủ tướng Phần Lan và Estonia đã lên tiếng ủng hộ cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk sau khi quan chức phụ trách chính sách đối ngoại EU và Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Trước đó, Ba Lan đã trở thành thành viên NATO tiếp theo đề nghị hỗ trợ Ukraine trong cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga, sau khi Thủ tướng Ba Lan Donald Trump nói rằng Kyiv có mọi quyền tấn công theo cách làm tê liệt Nga. Hầu hết các nhà lãnh đạo phương Tây từ chối bình luận về cuộc tấn công của Ukraine. Thay vào đó, họ lựa chọn đưa ra những tuyên bố chung ủng hộ quyền tự vệ của Kyiv, đồng thời khẳng định họ không hề biết trước về cuộc tấn công này. Tuy nhiên, phát biểu ngày 13 tháng 8 của Tổng thống Mỹ tiết lộ, Washington đã liên lạc với Kyiv suốt thời gian qua. Ông Biden nói với các phóng viên ở New Orleans, "Tôi giữ liên lạc với đội ngũ Ukraine một cách thường xuyên, mỗi ngày từ 4 đến 6 giờ trong 6 hoặc 8 ngày qua." Trong khi đó, Ủy viên Chính sách Đối ngoại của EU, ông Joseph Borrell cho biết, Kyiv nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của Liên minh châu Âu trong cuộc tấn công vùng Kursk. Thưa quý vị, trong bối cảnh chiến sự leo thang, Moscow quyết liệt ngăn chặn mọi nỗ lực chuyển giao vũ khí Nga cho Kyiv. Những biện pháp mạnh tay như thu hồi giấy phép, đình chỉ cung cấp phụ tùng đang được Nga áp dụng để đối phó với việc vũ khí nước này bị rơi vào tay Ukraine. Newsweek dẫn lời ông Dmitry Sugayev, giám đốc cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga, nói với hãng thông tấn RIA Novosti, giấy phép sửa chữa thiết bị quân sự do Nga sản xuất đang bị thu hồi vì cung cấp phụ tùng và linh kiện bị đình chỉ và các biện pháp khác đang được thực hiện để ngăn chặn việc chuyển giao vũ khí sang Ukraine. Ông Sugayev cũng thông báo với cơ quan báo chí vào năm 2022, Moscow đã thu hồi giấy phép của một số công ty ở Bulgaria và Cộng hòa Séc có nhiệm vụ sửa chữa các trực thăng quân sự do Nga thiết kế. Ông nói thêm, cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự liên bang đang giám sát chặt chẽ việc chuyển giao trái phép các sản phẩm quân sự của Nga sang các quốc gia khác. Hai năm trước, vài tuần sau khi cuộc chiến Nga và Ukraine nổ ra, Mỹ đã cam kết cung cấp các trực thăng vận tải quân sự Mi-17 cho Ukraine, ban đầu vốn được mua cho quân đội Afghanistan. Vào thời điểm đó, khi công bố gói an ninh trị giá 800 triệu đô la Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng lô hàng viện trợ mới này bao gồm hệ thống pháo, đạn pháo và xe bọc thép chở quân. Tôi cũng đã phê duyệt phương án chuyển giao thêm trực thăng. Hiện tại, Nga đang nỗ lực chống lại đà tiến quân của Ukraine ở khu vực Kursk sau khi Kyiv phát động cuộc tấn công vào ngày 6 tháng 8. Cũng tại khu vực Đông Âu, thưa quý vị, biên giới phía Tây Bắc của Nga phải đối mặt với làn sóng chuyến bay do thám mới khi NATO tăng cường giám sát để bảo vệ biên giới mở rộng trên vùng biển Baltic. Theo trang web giám sát đường bay Flightradar24, vào ngày 14 tháng 8, hai máy bay của Mỹ và Anh đã tiến hành tuần tra dọc biên giới ngoại vi vùng Kaliningrad của Nga, sử dụng không phận của các đồng minh Ba Lan phía Nam và Litva phía Bắc. Dựa trên bản đồ của tạp chí Newsweek, máy bay trinh sát của Mỹ và Anh xuất phát từ các căn cứ không quân của Anh. Đây là hai trong số ít nhất 7 chuyến bay của các máy bay trinh sát điện tử Rivetroid trong tháng 8. Ngoài ra, hàng chục máy bay tình báo, giám sát và trinh sát khác của các thành viên NATO cũng tham gia vào nhiệm vụ này. Theo Newsweek, biển Baltic được mệnh danh là hồ NATO từ khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh. Tuy nhiên, Nga vẫn duy trì quyền tiếp cận chiến lược tới vùng biển này và Đại Tây Dương thông qua Kaliningrad và cảng Saint Petersburg, nơi đóng quân của hạm đội Baltic Nga. Một báo cáo vào tháng 6 của Trung tâm Wilson ở Washington chỉ ra rằng NATO đã bày tỏ quan ngại về sự gia tăng các hoạt động hỗn hợp của Moscow trên lãnh thổ thành viên, bao gồm nhiệm vụ gián điệp, gây nhiễu GPS và phá hoại. Những động thái được xem là sự trả đũa trực tiếp đối với quyết định mở rộng sườn đông của liên minh gần Nga. Các tác giả báo cáo nhận định, theo đuổi mục tiêu an ninh bằng những phương pháp gây ảnh hưởng dưới ngưỡng của một cuộc tấn công vũ trang truyền thống, Nga có mục đích làm mất ổn định các nước đồng minh mà không kích hoạt điều 5 của NATO. Được biết, điều 5 của Hiệp ước NATO quy định tấn công một thành viên bất kỳ của NATO cũng là tấn công tất cả các thành viên của liên minh này. Trong khi đó, Nga triển khai các máy bay do thám riêng để đáp trả việc giám sát chặt chẽ của NATO đối với các quốc gia Baltic tiên tuyến như Estonia, Latvia và Litva. Ngày 10 và ngày 12 tháng 8, máy bay chiến đấu của NATO đã được điều động để chặn máy bay trinh sát IL-20 của Nga. Bên cạnh đó, 3 máy bay Rivetroid cũng được phân bổ cho phi đội số 51 của Không quân Anh. Lâu nay, từ khi xung đột Đông Âu nổ ra, chính quyền London đã tiến hành các nhiệm vụ tình báo giám sát và xác định mục tiêu thường xuyên hơn. Căng thẳng trên Biển Đen tiếp tục gia tăng. Sáng ngày 15 tháng 8, Hải quân Ukraine cho biết đã phát hiện một tàu chiến Nga mang tên lửa hành trình Kalev xuất hiện trên vùng biển này. Theo trang tin RBC Ukraine, ngoài con tàu xuất hiện trên Biển Đen, tính đến 6 giờ sáng ngày 15 tháng 8,
hải quân nước này không phát hiện bất kỳ con tàu Nga nào ở vùng biển Azov. Tương tự, vùng biển Địa Trung Hải cũng không ghi nhận tàu chiến nào từ phía Nga, mặc dù nơi này thường có hai con tàu neo đậu, một trong số chúng được trang bị tên lửa hành trình Kalib. Theo Hải quân Ukraine, trong 24 giờ qua đã có một số tàu di chuyển qua eo biển Kerch, được cho là để phục vụ các lợi ích của Nga. Trong đó có 9 tàu đã đi từ biển Azov sang biển Đen. Với số này, 6 tàu tiếp tục đi về phía eo biển Bosphorus. Ngoài ra có 11 tàu đã đi từ biển Đen sang biển Azov. Trước đó vào ngày 2 tháng 8, quân đội Ukraine đã tấn công tàu ngầm Rostov-on-Don của Nga, khiến con tàu bị đánh chìm xuống cảng biển Sevastopol. Ngoài ra, phát ngôn viên Hải quân Ukraine Dmytro Platenchuk cho biết, các tàu ngầm của hạm đội biển Đen Nga trước đây chủ yếu đóng quân ở phía đông biển Đen. Thông tin khác về khu vực châu Âu, thưa quý vị, Tổng công tố viên Đức Jens Roman vừa ban hành lệnh bắt giữ đối với nghi phạm chính trong vụ nổ đường ống Nord Stream năm 2022. Được biết thì người này là một công dân Ukraine tên Volodymyr, trước đó từng sinh sống tại Ba Lan. Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Đức, nghi phạm được xác định là một huấn luyện viên lặn. Người này từng sống ở thị trấn ở Pruskov ở phía tây Warsaw, nhưng gần đây đã lẩn trốn, không rõ hiện tại ông ấy đã trở về Ukraine hay chưa. Các nhà điều tra cho biết, nghi phạm Volodymyr là một trong những hành khách trên chiếc xe Citroen màu trắng bị phát hiện gần đảo Rugen vào đêm ngày 8 tháng 9 năm 2022. Nhiều người tin rằng chính chiếc xe này đã chở phi hành đoàn đến du thuyền Andromeda, phương tiện đã đưa thợ lặn đến địa điểm xảy ra vụ nổ. Ông Volodymyr được xác định từ ảnh chụp và lời khai của nhân chứng. Theo truyền thông, các bằng chứng này đã đủ để giới chức ban hành lệnh bắt giữ. Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng nghi ngờ hai công dân Ukraine khác, một nam và một nữ. Những người này bị tình nghi là những thợ lặn đã tham gia đặt chất nổ vào đường ống. Trang tin Ukraine Pravda cho hay, những tháng gần đây, các nhà điều tra đã thu thập đủ bằng chứng để yêu cầu thẩm phán của Tòa án Liên bang Đức ban hành lệnh bắt giữ nghi phạm Volodymyr vào đầu tháng 6. Vào tháng 6, các công tố viên Đức đã nộp đơn lên chính quyền Ba Lan để xin lệnh bắt giữ châu Âu với hy vọng rằng nghi phạm sẽ bị bắt giữ. Tuy nhiên, phía Ba Lan đã không trả lời yêu cầu hỗ trợ pháp lý của Đức. Theo các quy tắc chung của lệnh bắt giữ châu Âu, việc bắt giữ có thể được thực hiện trong vòng 60 ngày mà không cần Ba Lan xem xét thêm. Tuy nhiên, hiện tại thời gian này đã hết. Các nhà báo Đức đã liên lạc với nghi phạm Volodymyr qua điện thoại và người này nói rằng đây là lần đầu tiên ông ta biết đến sự nghi ngờ hiện hữu, đồng thời phủ nhận mọi việc liên quan đến vụ nổ đường ống dẫn khí. Trước đó, giới điều tra châu Âu cáo buộc các quan chức Ba Lan làm chậm quá trình điều tra các hành vi phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream vào mùa thu năm 2022. Hồi tháng 3 năm ngoái, truyền thông phương Tây đưa tin các nhóm phi chính phủ, bao gồm cả người Nga và người Ukraine, có thể đứng sau vụ án này. Sau đó, truyền thông lại tuyên bố, tình báo Ba Lan đã phát hiện ra kế hoạch phá hoại của người Ukraine và cảnh báo Hoa Kỳ. Đến lúc này, Ukraine phủ nhận mọi liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream. Cũng liên quan đến Đức, cuộc không kích của lực lượng phòng vệ Israel vào trường học Tabin ở Gaza cuối tuần qua đã khiến 100 người Palestine thiệt mạng. Chính quyền Berlin cho rằng đây là hành động tự vệ hợp pháp của Tel Aviv, đồng thời cáo buộc Hamas đã sử dụng thường dân làm lá chắn sống. Theo đài RT, vụ tấn công hôm 10 tháng 8 vào trường học Tabin, nơi trú ẩn của người dân di tản, được mô tả là vụ việc khủng khiếp nhất kể từ khi xung đột Gaza nổ ra. Phó phát ngôn viên chính phủ Đức, ông Wolfgang Büttner, phát biểu trước báo chí Berlin vào ngày 12 tháng 8. Israel có quyền tự vệ, thực tế là Hamas sử dụng trường học, bệnh viện và nhà trẻ làm trung tâm chỉ huy, còn người dân tại dải Gaza bị xem là lá chắn sống của họ. Ông Büttner cũng kêu gọi các nhà báo cẩn thận khi đọc những báo cáo một chiều do Hamas phát hành và đừng quá tin tưởng mọi thứ mà phía này truyền bá. Bên cạnh đó, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng lên án cuộc tấn công và nói rằng không có và không thể có bất kỳ lý do nào biện minh cho những hành động như vậy. Quân đội Israel cho biết họ đã nhắm vào ngôi trường này vì Hamas sử dụng nơi này làm trụ sở để lên kế hoạch, đồng thời thúc đẩy các hoạt động cực đoan chống lại lực lượng IDF cũng như công dân Israel. Nhóm người Palestine gọi tuyên bố của Israel là lời nói dối, đồng thời khẳng định đây chỉ là cái cớ mà Tel Aviv dùng để tấn công dân thường cũng như các cơ sở hạ tầng dân sự. Một đặc phái viên nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã lên án hành động tàn bạo này của Israel, trong khi một số quốc gia đã can thiệp với Tòa án Hình sự Quốc tế để ngăn chặn Tel Aviv. Tuy nhiên, Đức đã công khai ủng hộ Thủ tướng Netanyahu. Thưa quý vị,
vị, vào lúc này, tiến trình đàm phán ở Trung Đông vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, quan chức cấp cao của Hamas Osama Hamdan đặt câu hỏi liệu Hoa Kỳ có khả năng làm trung gian thành công cho lệnh ngừng bắn ở Gaza hay không. Tạp chí Newsweek ngày 15 tháng 8 dẫn lời ông Hamdan cho biết Hamas không tin rằng Hoa Kỳ có thể hoặc sẽ gây áp lực buộc Israel phải đồng ý ngừng bắn. Ngoài ra, ông Hamdan tuyên bố Israel đang không tham gia vào các cuộc đàm phán ngừng bắn một cách thiện chí. Ông nói, Israel đã và sẽ cử một phái đoàn, không có quyền bỏ phiếu đến các cuộc đàm phán. Họ cũng từng thay đổi phái đoàn từ vòng này sang vòng khác. Như vậy, chúng tôi sẽ phải bắt đầu lại hoặc họ sẽ phải áp đặt các điều kiện mới. Ông Hamdan cũng cho biết có hơn một lần Hamas chấp nhận một đề xuất hoặc ít nhất là một phần lớn đề xuất. Tuy nhiên, Israel ngay lập tức từ chối, phớt lờ và nhanh chóng tiến hành một chiến dịch quân sự lớn sau đó. Cụ thể, một ngày sau khi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 5, Israel tiến hành một chiến dịch quân sự vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza. Ông Hamdan cho biết vào tháng 5, William Burns, giám đốc cơ quan tình báo trung ương CIA, đã nói với Hamas thông qua các trung gian với lời khẳng định Israel sẽ đồng ý đề xuất ngừng bắn. Tuy nhiên, người Mỹ không thể thuyết phục Israel và Mỹ cũng không gây áp lực với Israel. Trước đó, khi trả lời phỏng vấn vào ngày 13 tháng 8, Vidal Patel, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Mỹ đang làm việc suốt ngày đêm để ngăn chặn chiến tranh leo thang và chấm dứt thảm họa nhân đạo. Ông nói, mọi người trong khu vực nên hiểu rằng các cuộc tấn công tiếp theo chỉ làm kéo dài xung đột bất ổn và gây mất an ninh cho các bên. Theo tạp chí Newsweek, lâu nay Israel luôn phủ nhận việc phá hoại các cuộc đàm phán và cáo buộc Hamas đã làm như vậy. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 14 tháng 8 cho biết 8 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong cuộc không kích bất ngờ nhằm vào căn cứ của họ ở Đông Bắc Syria. Các báo cáo ban đầu về vụ tấn công không đề cập đến thương vong. Theo các đoạn phim lan truyền trên mạng hồi tuần trước, một máy bay không người lái có thể đã gây ra hỏa hoạn tại cơ sở Jemalin gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Thiếu tướng Patrick Ryder, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên vào ngày 14 tháng 8 cho biết, 8 nhân viên bị ảnh hưởng đã được điều trị chấn thương não và hít phải khói và 3 trong số đó đã trở lại làm nhiệm vụ. Theo ông Ryder, Mỹ tin rằng các lực lượng do Iran hậu thuẫn đã tiến hành cuộc tấn công, nhưng Lầu Năm Góc vẫn đang xác định lực lượng cụ thể đứng sau vụ việc. RT đưa tin, các báo cáo ban đầu về vụ không kích tại Jemalin không tiết lộ thương vong, nhưng một quan chức Mỹ giấu tên vào ngày 10 tháng 8 cho biết, chính quyền nước này vẫn đang tiến hành đánh giá y tế và cập nhật thiệt hại sau đòn không kích này. Cũng liên quan đến khu vực Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq sẽ tổ chức cuộc họp cấp cao vào ngày 15 tháng 8 để thảo luận sâu hơn về hợp tác an ninh. Cuộc gặp này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực chung của hai nước nhằm đối phó với những thách thức trong khu vực. Trong những năm gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq tồn tại bất đồng về các hoạt động quân sự xuyên biên giới của Ankara chống lại đảng công nhân người Kurd PKK đóng tại khu vực miền núi phía bắc Iraq. Iraq cho rằng các hoạt động trên vi phạm chủ quyền lãnh thổ, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định các hoạt động quân sự là cần thiết để chính quyền Ankara tự bảo vệ. Mặc dù vậy, từ năm trước, quan hệ hai nước đã được cải thiện đáng kể khi các nhà lãnh đạo nhất trí tổ chức những cuộc đàm phán cấp cao về vấn đề an ninh. Sau chuyến thăm của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tới Baghdad vào tháng 4, ông khẳng định quan hệ hai nước đã bước sang một giai đoạn mới. Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq đã tổ chức 3 vòng đàm phán trong khuôn khổ cơ chế đối thoại, với việc Iraq quyết định gọi PKK là tổ chức bị cấm ở Iraq trong cuộc đàm phán gần nhất tổ chức vào tháng 3, một động thái được Thổ Nhĩ Kỳ nhiệt liệt hoan nghênh. Thưa quý vị, nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cuộc gặp ngày 15 tháng 8 sẽ đánh dấu cuộc họp đầu tiên của nhóm lập kế hoạch chung, tổ chức được thành lập sau một chuyến thăm của Tổng thống Erdogan. Theo Reuters, các cuộc đàm phán sẽ diễn ra để đưa quan hệ hợp tác của hai nước vào khuôn khổ thể chế và bền vững. Cụ thể, các phái đoàn sẽ thảo luận về việc thực hiện 27 thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Erdogan và đánh giá các sáng kiến chung tiếp theo. Trả lời phỏng vấn Reuters ngày 12 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Jasa Guler cho biết, những diễn biến gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq về hoạt động chống lực lượng cực đoan đánh dấu một bước ngoặt. Công tác kỹ thuật nhằm thành lập một trung tâm hoạt động chung cho khu vực vẫn đang được tiến hành. Ông Guler cũng nói thêm, các hoạt động xuyên biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Iraq vẫn sẽ tiếp diễn cho đến khi các lực lượng cực đoan bị xóa sổ khỏi khu vực. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ông Jasa Guler cũng khẳng định sẽ thực hiện trách nhiệm với NATO giữa lúc một số đồng minh phương Tây lo ngại Ankara có thể đang xa rời phương Tây. Được biết, trong tuyên bố gần đây, Tổng thống Tayyip Erdogan thông báo Thổ Nhĩ Kỳ muốn tham gia Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO, một liên minh an ninh, chính trị và kinh tế do Nga, Trung Quốc đứng đầu.
Bộ trưởng Quốc phòng Güler khẳng định, tư cách thành viên NATO của Thổ Nhĩ Kỳ không ngăn cản nước này phát triển quan hệ với SCO. Ông nói, ưu tiên của chúng tôi là thực hiện trách nhiệm với NATO và củng cố đoàn kết với các đồng minh. Trọng tâm của chúng tôi là NATO phải luôn sẵn sàng, quyết tâm và mạnh mẽ. Mối quan tâm của Ankara đối với nhóm BRICS và quan hệ hữu nghị với Nga trong các lĩnh vực năng lượng, du lịch và quốc phòng đã gây lo ngại rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể thay đổi liên minh. Tuy nhiên, Ankara nhiều lần khẳng định nước này vẫn là một đồng minh trung thành của NATO. Theo Reuters, từ khi bị Hoa Kỳ trừng phạt và loại khỏi chương trình F-35 năm 2019 do mua hệ thống S-400 của Nga, Ankara đã nỗ lực mua 40 máy bay F-16 Block 70 và 79 bộ nâng cấp từ Washington. Thỏa thuận này được phê duyệt sau khi Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận đơn gia nhập NATO của Thụy Điển. Về vấn đề này, Bộ trưởng Güler cho biết, việc mua máy bay F-16 đang tiến hành theo lịch trình và các cuộc đàm phán chi tiết vẫn đang diễn ra. Ông khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ hài lòng với thỏa thuận và hy vọng dự án sẽ hoàn thành suôn sẻ. Ông Güler cũng tuyên bố, đàm phán giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ về chương trình F-35 vẫn đang tiếp tục. Thổ Nhĩ Kỳ cũng quan tâm đến việc mua 40 máy bay Eurofighter Typhoon từ Đức, Anh và Tây Ban Nha, tuy nhiên vẫn chưa có diễn biến cụ thể nào. Ngoài ra, nguồn tin Reuters còn cho biết vào tháng trước, Tổng thống Erdogan tuyên bố sẽ mời Tổng thống Syria Bashar al-Assad để thảo luận về việc bình thường hóa quan hệ. Về phía Syria, ông Assad cho rằng đàm phán hai nước chỉ có thể diễn ra nếu tập trung vào các vấn đề cốt lõi, bao gồm việc rút quân Thổ Nhĩ Kỳ khỏi miền Bắc Syria. Thưa quý vị, theo tạp chí Newsweek, chuyến thăm của quân đội Nhật Bản đến một căn cứ quân sự ở Mỹ vào tuần trước đã gợi mở khả năng trong tương lai, Mỹ sẽ triển khai hệ thống tên lửa mới gần Trung Quốc và Nga. Hình ảnh do phi đoàn không vận 62 của Không quân Mỹ chia sẻ cho thấy, họ đã tiếp đón một phái đoàn thuộc lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản tại căn cứ liên hợp Lewis Matthews ở bang Washington. Trong bức ảnh còn có hệ thống tên lửa Mid-Range Capability mới nhất của quân đội Mỹ, còn được biết đến với tên gọi Typhoon. Quân đội Mỹ đã đưa vào hoạt động hệ thống tên lửa Typhoon thứ hai tại căn cứ Bờ Tây vào tháng 1. Việc triển khai này là một phần trong kế hoạch nâng cấp các hệ thống vũ khí chính xác tầm xa của quân đội để đối phó với những thách thức từ các đơn vị tên lửa đạn đạo của Nga và Trung Quốc. Kế hoạch hiện đại hóa bao gồm phát triển các hệ thống tên lửa tầm xa hơn và cải tiến các tên lửa hiện có phóng từ trên không và trên biển để có thể phóng từ mặt đất. Hệ thống Typhoon có khả năng phóng hai loại đạn dược tấn công mục tiêu trên mặt đất và trên không mà Hải quân Mỹ đang sử dụng, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa Standard Missile 6 với phạm vi tương ứng là 1.000 và 290 dặm. Quân đội dự định sử dụng bệ phóng tên lửa Typhoon để lấp đầy khoảng cách từ 310 đến 1.800 dặm giữa tên lửa tấn công chính xác tầm ngắn và vũ khí siêu thanh tầm xa. Cả hai đều đang trong giai đoạn phát triển. Tất cả ba hệ thống tên lửa mặt đất này sẽ tạo thành trung đoàn hỏa lực chiến lược của lực lượng đặc nhiệm đa miền trong tương lai của quân đội Mỹ. Phi đoàn không vận 62 của Không quân nhấn mạnh rằng, chuyến thăm của lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản đã tạo điều kiện để củng cố mối quan hệ với các đồng minh ở Thái Bình Dương và khẳng định cam kết của chúng tôi đối với sự hợp tác và xuất sắc. Trong phản hồi qua thư trực tuyến gửi cho Newsweek, một phát ngôn viên của Không quân Mỹ cho biết, phái đoàn do Trung tướng Kazuo Sakai, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản dẫn đầu đến thăm nhằm tăng cường hợp tác giữa Mỹ và Nhật Bản, cũng như trực tiếp chứng kiến năng lực của các đơn vị lục quân và không quân Mỹ đóng tại căn cứ. Trong chuyến thăm Hàn Quốc, một đồng minh lâu năm khác của Mỹ vào tháng 4, tướng Charles Flynn, tư lệnh lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương cho biết, các bệ phóng Typhoon sẽ được triển khai tới khu vực này trong năm nay. Cũng trong tháng 4, một bệ phóng Typhoon đã được chuyển đến bắc đảo Luzon của Philippines như một phần của cuộc tập trận thường niên với đồng minh của Mỹ. Việc tạm thời triển khai hệ thống tên lửa đến rìa khu vực Biển Đông đang tranh chấp đã làm dấy lên sự chỉ trích gay gắt từ Trung Quốc. Bắc Kinh cáo buộc Mỹ đang tăng cường triển khai quân sự ngay cửa ngõ của Trung Quốc. Chuyển sang khu vực châu Á, thưa quý vị, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ vừa thông báo đã thử nghiệm thành công tên lửa chống tăng Vagvai thế hệ thứ 3 do nước này tự sản xuất. Đây là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực tự chủ quốc phòng của chính quyền New Delhi. Theo thông cáo báo chí, vụ thử nghiệm diễn ra tại trường bắn giả chiến Jaisalmer, bang Rajasthan. Truyền thông địa phương cho biết, cuộc thử nghiệm đã góp phần đưa quá trình phát triển vũ khí này gần đến giai đoạn hoàn thiện. Sau cuộc thử nghiệm, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã gọi đây là bước tiến quan trọng hướng tới tự lực phát triển hệ thống phòng thủ dựa trên công nghệ tiên tiến.
các cuộc thử nghiệm ban đầu của tên lửa chống tăng mới đã được tiến hành vào tháng 4. Thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ khẳng định hiệu suất tên lửa và hiệu suất đầu đạn được đánh giá là xuất sắc. Đài RT ngày 14 tháng 8 cũng cho biết, Ấn Độ đang nỗ lực tăng sản lượng vũ khí để tăng năng lực quốc phòng và đẩy mạnh xuất khẩu. So với năm 2017, doanh số ngành công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ đã tăng gấp 10 lần. Vào năm ngoái, doanh số bán vũ khí ra nước ngoài của Ấn Độ đạt 1,8 tỷ đô la Mỹ. Trong năm nay, chính quyền Thủ tướng Narendra Modi đặt ra con số mục tiêu gần 6 tỷ đô la Mỹ. Thời gian qua, Ấn Độ đã bán tên lửa, trực thăng hạng nhẹ, tàu tuần tra và nhiều thiết bị khác đến khoảng 85 quốc gia. Mặc dù đã tích cực tăng cường sức mạnh sản xuất quốc phòng trong nước, nhưng Ấn Độ vẫn là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI, từ năm 2019 đến năm 2023, Ấn Độ chiếm 36% lượng vũ khí nhập khẩu toàn cầu. Trong đó, Nga là nhà cung cấp lớn nhất của Ấn Độ. Cũng liên quan đến khu vực châu Á, khi Bình Nhưỡng đang thử nghiệm hàng loạt tên lửa đạn đạo, Mỹ và Nhật Bản cùng nhau tăng cường sản xuất vũ khí tân tiến. Liệu những cái bắt tay hợp tác có thể làm thay đổi cục diện chiến trường Ukraine, hay chỉ tạo ra mối đe dọa lớn hơn đến hòa bình thế giới? Theo trang tin Asia Times, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát việc chuyển giao 250 bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật mới cho quân đội Triều Tiên, đóng quân dọc biên giới với Hàn Quốc. Phát ngôn viên của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Lee Sung-jun tuyên bố, sự phát triển này đặt ra nguy cơ tiềm ẩn đối với Hàn Quốc. Theo Reuters, các bệ phóng này được cho là do ông Kim Jong-un tự thiết kế đã sẵn sàng cho các hoạt động tấn công chiến thuật. Trong một bài phát biểu gần đây, Chủ tịch Kim Jong-un đổ lỗi cho Mỹ đã tạo ra một khối quân sự dựa trên hạt nhân, khiến Triều Tiên phải tăng cường khả năng quân sự. Theo đó, hành động của Triều Tiên được cho là nhằm tác động đến cuộc bầu cử Mỹ, đồng thời đáp trả cuộc tập trận quân sự chung Ulchi Freedom Shield giữa Mỹ và Hàn Quốc. Trong khi đó, theo trang tin Star and Stripes, Nhật Bản sẽ bán tên lửa Patriot Advanced Capability 3 trị giá 19,6 triệu đô la Mỹ cho Mỹ để bổ sung kho tên lửa cạn kiệt do hỗ trợ Ukraine. Đồng thời, Mỹ và Nhật Bản dự kiến cùng sản xuất 100 tên lửa loại này và tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến Abrams. Được biết, tên lửa Patriot Advanced Capability 3 sẽ được lấy từ kho của lực lượng phòng vệ không quân Nhật Bản và chuyển lại cho Mỹ nhằm gián tiếp hỗ trợ Ukraine mà không vấp phải sự phản đối trong nước. Thỏa thuận này trùng khớp với các cuộc đàm phán an ninh giữa các quan chức Mỹ và Nhật Bản, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường sản xuất PAC-3 để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Hoạt động hợp tác giữa Mỹ và Nhật Bản nhằm đảm bảo an ninh cho cả hai quốc gia, đặc biệt sẽ tiết kiệm chi phí cho ngân sách quốc phòng Mỹ. Tuy nhiên, ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản vẫn đang gặp nhiều thách thức trong việc tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu quân sự ngày càng tăng cao. Thưa quý vị, đối với Iran, các lệnh trừng phạt của Mỹ đã củng cố mối quan hệ đối tác giữa quốc gia này với Triều Tiên, khiến chính quyền Tehran và Bình Nhưỡng hỗ trợ chương trình tên lửa cho nhau, bất chấp thế giới đang chú ý về sự hỗ trợ của hai nước này với Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Theo một báo cáo mật của Liên Hợp Quốc, mối quan hệ giữa Iran và Triều Tiên được nối lại vào năm 2020. Theo đó, Triều Tiên và Iran vẫn đang phát triển tên lửa tầm xa, bao gồm cả việc chuyển giao các bộ phận quan trọng. Tờ Asia Times nhận định, Nga có thể đã quan sát thấy những tiến bộ trong công nghệ tên lửa của Triều Tiên và Iran sẽ mang lại hiệu quả. Do đó, Moscow sử dụng nhiều hơn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo trong cuộc chiến ở Ukraine. Trong tháng này, Iran có thể gửi hàng trăm tên lửa đạn đạo tầm ngắn FAT-360 cho Nga và hàng chục quân nhân Nga đang được huấn luyện tại Iran về cách sử dụng tên lửa này. Trang tin Asia Times cho biết thêm, nếu có Iran hỗ trợ, Nga sẽ sử dụng tên lửa nội địa để tấn công các mục tiêu sâu hơn ở Ukraine, trong khi sử dụng tên lửa của Iran để tấn công những mục tiêu gần hơn. Động thái này nhiều khả năng sẽ làm cho cuộc xung đột ở Đông Âu thêm kéo dài. Giữa lúc đó, trên thị trường tài chính, hầu hết các ngân hàng Trung Quốc đang từ chối thực hiện các giao dịch từ Nga để tránh vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Ông Alexei Razumovsky, giám đốc thương mại của công ty thanh toán Ampayarus, nói với báo Investia rằng hiện nay 98% ngân hàng Trung Quốc, kể cả các công ty tài chính nhỏ, đang từ chối chuyển khoản thanh toán trực tiếp từ Nga. Theo Investia, vấn đề này dường như đã trở nên trầm trọng hơn trong 3 tuần qua, do các ngân hàng Trung Quốc vẫn đang xử lý các khoản thanh toán của Nga vào tháng 5 và tháng 6. Hãng truyền thông Nga Kommersant đưa tin vào tháng trước, khoảng 80% giao dịch chuyển khoản ngân hàng bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã được phục hồi mà không có lời giải thích nào sau nhiều tuần bị đình trệ, trong khi các ngân hàng đang quyết định xem liệu họ có thể giao dịch hay không.
ông Razumovsky cảnh báo những thách thức trong thanh toán với các ngân hàng Trung Quốc có thể góp phần gây ra khó khăn trong chuỗi cung ứng và lạm phát ở Nga. Kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga đã bắt đầu sử dụng các ngân hàng nhỏ hơn và các phương thức thanh toán khác hoặc các loại tiền tệ mà không phải đô la Mỹ để tránh lệnh cấm của phương Tây. Một số ngân hàng Nga tham gia hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Tuy nhiên, cánh cửa cho những giải pháp tạm thời này đã đóng lại kể từ tháng 12, khi Mỹ thông qua các lệnh trừng phạt thứ cấp nhắm vào các tổ chức tài chính liên kết với Nga. Hậu quả là một số tổ chức tài chính ở Trung Quốc bắt đầu từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Trong một diễn biến bất ngờ tại vườn thú Origin, những chú sư tử đã trở thành những ngôi sao bất đắc dĩ khi chúng cướp một chiếc máy quay bí mật được nhân viên vườn thú giấu trong chuồng. Với bản năng tò mò vốn có, đàn sư tử nhanh chóng phát hiện ra vật thể lạ. Chúng đã không ngần ngại tấn công chiếc máy quay bằng những hành động hết sức đáng yêu, vờn, cắn, liếm láp và thậm chí là há miệng ngáp vào ống kính. Theo chia sẻ của vườn thú trên trang Facebook, mục đích của việc đặt máy quay là để ghi lại những hành vi tự nhiên của đàn sư tử. Tuy nhiên không ai ngờ rằng chúng lại trở thành những ngôi sao của chính bộ phim tài liệu này. Đoạn video ngắn đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhận được hàng nghìn lượt xem, chia sẻ và bình luận. Reuters cho biết, đàn sư tử này là một phần của triển lãm Những kẻ săn mồi của Serengeti tại vườn thú Origin. Tại châu Âu, cậu bé Lauren 2 tuổi đến từ New Bauern đang khiến cả thế giới nghệ thuật xôn xao với những tác phẩm của mình. Bằng những nét vẽ dứt khoát, đầy màu sắc trên tấm vải canvas, cậu bé không chỉ tạo ra những bức tranh trừu tượng rực rỡ, mà còn bất ngờ đặt tên chính xác cho tác phẩm của mình, từ voi, bò đến cả cá ngựa. Sử dụng loại màu acrylic, thiên tài hội họa nhí này đã tạo nên những họa phẩm ngẫu hứng nhưng lại thu hút sự chú ý của giới chuyên môn. Theo lời bố mẹ của cậu bé, giá trị của các bức tranh này dao động từ 10.000 đến 270.000 euro. Mùa thu năm 2023, đam mê hội họa của Lauren được nhen nhóm khi cậu bé tình cờ phát hiện phòng vẽ tranh tại khách sạn nghỉ dưỡng của gia đình ở Ý. Khi ấy, Lauren đã bị thu hút bởi những bức tranh. Từ đó, mỗi tuần, cậu bé đều đặn sáng tạo một bức tranh mới. Sau khi hoàn thành, Lauren thường cùng ba mẹ thảo luận và chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Reuters cho biết, tài khoản Instagram và trang web lauren.art trưng bày các bức tranh của Lauren đã thu hút hàng chục nghìn người theo dõi. Truyền thông quốc tế cũng đưa tin về cậu bé. Đồng thời, gia đình họa sĩ nhí này cũng nhận được nhiều lời đề nghị hợp tác. Tháng 4 năm nay, tranh của họa sĩ nhí đầy tài năng này đã được trưng bày tại hội chợ nghệ thuật lớn nhất Munich. Dự kiến cậu bé sẽ có triển lãm cá nhân đầu tiên vào tháng 9 tới. Hiện nay, các nhà sản xuất sơn và giấy dán tường cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với Lauren. Tuy nhiên, Lauren hiện tại vẫn chỉ là một cậu bé 2 tuổi, vẫn thích chơi trong hố bóng, không kém gì việc vẽ tranh. Và tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Ngọc Cúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những số phát sóng tiếp theo.